Seneca, những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Spotify's Discover Weekly, cách máy học tìm thấy những bài hát bạn sẽ yêu thích, được Mai Ngọc Anh dịch từ Spotify's Discover Weekly, How Machine Learning Finds Your New Music của Sophia Shoka. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bài viết này sẽ được phép bắt đầu. Ngành khoa học đằng sau sự gợi ý âm nhạc cá nhân hóa. Hôm nay là thứ hai, cũng như những ngày thứ hai khác, hơn 100 triệu người dùng Spotify đã tìm thấy một playlist hoàn toàn mới đang chờ họ. Nó là một danh sách mix ngẫu nhiên các bản nhạc của 30 bài hát mà họ chưa từng nghe bao giờ trước đó, nhưng chắc chắn sẽ thích. Điều này chính là Discover Weekly, và nó là một phép màu kỳ diệu. Tôi là một fan bự của Spotify, đặc biệt là Discover Weekly. Vì sao ư? Vì nó tạo cho tôi cảm giác được thấu hiểu. Nó biết gu âm nhạc của tôi hơn bất cứ ai trong cuộc đời tôi, và tôi cực kỳ hài lòng bởi cách mà Discover Weekly làm tôi thỏa mãn hàng tuần với những bản nhạc mà tôi sẽ thích nhưng sẽ rất khó để tìm thấy hoặc chưa biết đến. Cho những ai sống trong một bức tường cách âm với rock, để tôi giới thiệu người bạn ảo tuyệt nhất của mình. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị ám ảnh bởi Discover Weekly, mà hầu hết người dùng đều phát cuồng vì nó. Điều này dẫn đến việc Spotify hoàn toàn thay đổi suy nghĩ nên tập trung vào Discover Weekly, đầu tư nhiều nguồn lực vào danh sách bài hát được xây dựng dựa trên thuật toán. Từ khi Discover Weekly ra mắt vào năm 2015, tôi đã chết mê mệt để tìm cách nó hoạt động. Thêm một điều, tôi là một fangirl của Spotify, vì thế thỉnh thoảng tôi sẽ giả vờ tôi đang làm việc và tìm hiểu về sản phẩm của họ. Sau 3 tuần Google điên cuồng, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi cuối cùng cũng đã có được một cái nhìn tổng quan đằng sau bức màn bí mật. Cái nhìn tổng quan về lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc trực tuyến. Quay lại những năm 2000, Sonja đã khởi đầu The Online Music Curation Scene bằng cách sử dụng Manual Curation để tạo playlist cho người dùng. Manual Curation nghĩa là một vài nhóm chuyên gia về âm nhạc hoặc những người phụ trách khác sẽ đặt những playlist cùng nhau bằng tay mà họ nghĩ là hay. Sau đó người nghe sẽ nghe những playlist đã được sắp đặt đó. Sau đó Beats Music đã áp dụng chiến lược tương tự. Manual Curation hoạt động tốt nhưng nó quá thủ công và đơn giản, và vì thế nó không thể tính đến sắc thái gu âm nhạc của từng người nghe. Giống như Sonja, Pandora is also one of the original players in the music curation scene. Pandora đã khéo léo sử dụng một cách tiếp cận tiến bộ hơn thay vì gắn thác thủ công các thuộc tính của bài hát. Điều này có nghĩa là một nhóm người sẽ nghe nhạc, chọn ra một loạt các từ để miêu tả cho từng bài và gắn thác từng bài hát với những từ đó. Sau đó thì Pandora's Code có thể lọc một cách đơn giản một vài tag nào đó để tạo ra những playlist có gu âm nhạc tương tự. Cũng trong khoảng thời gian đó, A Music Intelligence Agency từ MIT Media Lab tên là The Echonest ra đời đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận để cá nhân hóa âm nhạc. The Echonest sử dụng thuật toán để phân tích âm thanh và nội dung văn bản, cho phép nó thể hiện sự nhận diện của âm nhạc, cá nhân hóa gợi ý, tạo playlist và phân tích. Cuối cùng, Last.fm đã có một cách tiếp cận hoàn toàn khác, cách mà vẫn tồn tại đến bây giờ, và nó sử dụng một quy trình được gọi là bộ lọc kết hợp để xác định âm nhạc mà người dùng có thể thích. Và còn nhiều hơn thế, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc. Vậy nếu đó là cách những dịch vụ của Music Curation khác gợi ý, thì Spotify đã làm như thế nào với cỗ máy thần kỳ của họ? Điều mà dường như tối ưu cho gu âm nhạc cho từng người dùng chính xác hơn bất kỳ một dịch vụ nào. Spotify's Three Types of Recommendation Models. Thực ra, Spotify không sử dụng một mô hình gợi ý mang tính cách mạng đơn lẻ nào. Thay vào đó, họ kết hợp những chiến lược tốt nhất đã được sử dụng bởi các dịch vụ khác để tạo nên cỗ máy khám phá độc nhất vô nhị của mình. Để tạo nên Discover Weekly, có 3 kiểu mô hình recommendation chính được Spotify áp dụng. 1. Collaborative Filtering Models, kết hợp các bộ lọc. Đây là cách mà Last.fm đã dùng ban đầu. Mô hình này hoạt động bằng cách phân tích hành vi của bạn và những người khác. 2. Natural Language Processing, NLP Models, xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mô hình này hoạt động bằng cách phân tích văn bản.
3. Audio Models, hoạt động bằng cách phân tích file âm thanh thô. Hãy cùng nhìn sâu vào cách từng mô hình recommendation hoạt động. Recommendation Model Number 1, Collaborative Filtering. Đầu tiên, một vài thông tin cơ bản. Khi nhiều người nghe từ Collaborative Filtering, họ sẽ nghĩ đến Netflix, một trong những công ty đầu tiên sử dụng Collaborative Filtering để tăng hiệu quả của Recommendation, sử dụng User Star-Based Movie Ratings để tạo nên những hiểu biết của Netflix về những bộ phim được recommend cho những người dùng có sở thích tương tự nhau. Sau khi Netflix áp dụng thành công, Collaborative Filtering nhanh chóng phổ biến và bây giờ nó là một trong những phương pháp đáng xem xét để bắt đầu cho những ai muốn tạo nên một Recommendation Model. Không giống như Netflix, Spotify không có những điểm khi người dùng đánh giá âm nhạc của họ. Thay vào đó, dữ liệu của Spotify là những đánh giá tiềm ẩn, đặc biệt là số lượt stream của những bài hát chúng ta nghe, cũng như những dữ liệu streaming bổ sung, bao gồm bất kỳ điều gì mà người dùng lưu bài hát vào playlist của họ hoặc ghé thăm trang của nghệ sĩ sau khi nghe. Nhưng Collaborative Filtering là gì và nó hoạt động như thế nào? Here's a high-level rundown được đóng gói trong một đoạn hội thoại nhanh. Điều gì đang xảy ra ở đây? Mỗi người trong ảnh đều có một vài bài hát yêu thích. Anh chàng bên trái thích tracks P, Q, R và S. Anh chàng bên phải thì thích tracks Q, R, S và T. Collaborative Filtering sử dụng những gì dữ liệu thể hiện? Cả hai cậu đều thích ba tracks giống nhau, đó là Q, R và S. Vì thế, các cậu nhiều khả năng là những users giống nhau. Vì thế, mỗi người các cậu có thể sẽ thích bài còn lại mà người kia đang nghe, bài mà các cậu chưa bao giờ nghe. Đấy là lý do vì sao gợi ý cho phép cậu bên phải nghe thử track P và cậu bên trái nghe thử track T. Đơn giản phải không? Nhưng làm thế nào để Spotify thực sự sử dụng concept này để áp dụng cho việc tính toán hàng triệu suggest cho người dùng dựa trên hàng triệu bài hát mà người khác thích nghe? Một ma trận toán học được xử lý bằng Python libraries. Thực tế, ma trận bạn đã nhìn thấy là một gigantic. Mỗi cột đại diện cho một trong 140 triệu người dùng của Spotify. Nếu bạn sử dụng Spotify, bạn là một cột trong ma trận này. Và mỗi hàng đại diện cho một trong 30 triệu bài hát trong cơ sở dữ liệu của Spotify. Sau đó, the Python library sẽ thực hiện một công thức phân loại phức tạp, dài dằng dặc. Khi công thức này chạy xong, ta sẽ kết thúc hai hướng của vector, đại diện ở đây là X và Y. X là vector người dùng, đại diện cho gu âm nhạc của một người dùng đơn lẻ, và Y là vector bài hát, đại diện cho một hồ sơ của một bài hát đơn lẻ. Bây giờ, chúng ta có 140 triệu user vectors, mỗi vector đại diện cho một user, và 30 triệu song vectors. Nội dung thực tế của mỗi loại vectors chỉ là một đống con số mà về bản chất chẳng có ý nghĩa gì với chúng, những con số. Nhưng những con số này rất hữu dụng khi dùng để so sánh. Để tìm những người dùng có gu âm nhạc tương tự với tôi, Collaborative Filtering so sánh vector của tôi với tất cả những vector của người dùng khác và cuối cùng sẽ tìm được người dùng giống tôi nhất về gu âm nhạc. Điều tương tự cũng xảy ra với vector Y, những bài hát. Bạn có thể so sánh một vector bài hát với tất cả những vector bài hát khác và tìm được những bài hát giống với bài mà bạn đang tìm. Collaborative Filtering đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng Spotify biết rằng họ có thể làm tốt hơn bằng cách thêm một cỗ máy khác, đó là NLP. Recommendation Model Number 2, Natural Language Processing, NLP. Model Recommendation thứ hai được Spotify sử dụng là Natural Language Processing Models. Nguồn dữ liệu của model này, như cái tên nó đã nói lên, là Regular Old Words, Track Metadata, News Article, Blogs và một vài văn bản khác trên Internet. Natural Language Processing, khả năng của máy tính để hiểu ngôn ngữ nói của con người khi được nói ra là một lĩnh vực rất rộng, thường được khai thác qua Sentiment Analysis, APIs. Cơ chế chính xác đằng sau NLP thì đã vượt ra ngoài phạm vi đề cập của bài này, nhưng đây là những gì diễn ra ở một level rất cao. Spotify thu thập dữ liệu từ các web một cách liên tục để tìm thông tin về các bài blog và những văn bản viết khác về âm nhạc, sau đó khám phá ra những gì mà mọi người nói về những nghệ sĩ hay bài hát cụ thể, cái mà phụ thuộc vào ngôn ngữ thường xuyên được sử dụng trong những bài hát này và những nghệ sĩ và những bài hát khác cũng được bàn luận đến bên cạnh chúng. Tôi vẫn chưa hiểu chính xác cách mà Spotify chọn để xử lý dữ liệu được lấy về, nhưng tôi có thể giúp bạn hiểu cái cách mà Echo Nest đã sử dụng để xử lý chúng.
Họ sẽ chia những dữ liệu này vào những cái mà họ gọi là cultural vectors hoặc là top terms. Mỗi nghệ sĩ và bài hát có hàng nghìn những top terms thay đổi hàng ngày. Mỗi term sẽ có một liên kết mạnh mẽ, cái sẽ tiết lộ tầm quan trọng của mô tả. Có xác suất một ai đó sẽ mô tả âm nhạc như những term. Sau đó, gần như collaborative filtering, the NLP model sử dụng những terms này và sức nặng của chúng để tạo nên một vector thể hiện bài hát có thể được sử dụng để xác định có hai mảnh âm nhạc tương đồng. Recommendation model number 3, raw audio models. Câu hỏi đầu tiên, bạn có thể đang nghĩ, nhưng Sophia này, chúng ta đều có rất nhiều dữ liệu từ hai model đầu tiên rồi, tại sao chúng ta cần phải phân tích audio nữa? Well, đầu tiên, có thêm model thứ ba này sẽ giúp cải thiện tính chính xác của dịch vụ recommendation tuyệt vời này. Nhưng thực tế thì, model này phục vụ cho hai mục đích. Không như hai model đầu tiên, raw audio model take into account new songs. Ví dụ, bài hát mà người bạn của bạn sáng tác, đồng thời cũng là người thể hiện, xuất hiện trên Spotify. Có thể nó chỉ có 50 lượt nghe, vì thế sẽ không có nhiều người nghe để collaborative filtering nó. Nó cũng không được nhắc tới ở bất cứ đâu trên Internet, vì thế NLP models sẽ không biết đến nó. Tin vui là, raw audio models không phân biệt giữa new tracks và popular tracks, vì thế, với sự giúp đỡ của raw audio models, bài hát của người bạn kia có thể xuất hiện trong một Discovery Weekly playlist bên cạnh những bài hát phổ biến. Ok, bây giờ đến câu hỏi như thế nào? Chúng ta có thể phân tích raw audio data như thế nào khi mà điều này nghe có vẻ rất là trừu tượng? Đó là bằng mạng lưới neural xoắn, Convolutional Neural Networks. Convolutional Neural Networks là một công nghệ tương tự bên cạnh công nghệ nhận diện khuôn mặt. Với trường hợp của Spotify, họ đã điều chỉnh để sử dụng audio data thay vì các pixels là các điểm ảnh. Đây là một ví dụ của một cấu trúc mạng lưới neural. Mạng lưới neural cụ thể này có 4 convolutional layers, 4 lớp xoắn, như thanh dày ở bên trái và 3 lớp dày đặc như những thanh mỏng ở bên phải. The input are time frequency, đại diện cho audio frames, khung âm thanh, những cái mà sau đó sẽ nối lại để tạo nên quang phổ. The audio frames đi xuyên qua những convolutional layers, và sau đó là convolutional layers cuối cùng, bạn có thể thấy một global temporal pooling layer, layer tập hợp toàn bộ tạm thời. Cái tập hợp đi xuyên qua trục thời gian có tác động hiệu quả đến những số liệu thống kê về tính toán của những tính năng đã được học xuyên qua thời gian của bài hát. Sau quy trình này, the neural network sẽ nói ra những hiểu biết về bài hát, bao gồm những đặc điểm như ước tính, time signature, key, mode, tempo và loudness. Ở dưới là chỗ của dữ liệu này trong 30 giây trích từ một đoạn trong bài Around the World của Daft Punk. Cuối cùng, sự hiểu biết về những đặc điểm quan trọng của bài hát cho phép Spotify hiểu được những điểm tương đồng cơ bản giữa những bài hát, và vì thế, người dùng có thể thích những bài hát có những nét tương đồng này dựa trên lịch sử nghe nhạc của họ. Vừa rồi là những gì cơ bản nhất của 3 recommendation models chính của The Recommendations Pipeline, và cuối cùng là sức mạnh của Discovery Weekly Playlist. Tất nhiên, những recommendation model này đều kết nối với hệ sinh thái rất rộng của Spotify, một kho dữ liệu khổng lồ và sử dụng rất nhiều Hadoop clusters để tăng recommendations và đảm bảo những cỗ máy này hoạt động được trên những ma trận khổng lồ, cũng như trên thế giới âm nhạc trực tuyến bất tận và một số lượng cực lớn các audio files. Tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp và xử lý sự tò mò của bạn, cũng như nó đã xảy ra với tôi. Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục khám phá Discover Weekly để tìm những bài hát yêu thích mới, hiểu và trân trọng all the machine learning that's going on behind the scenes. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm được thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.